Chào tất cả quý chú bác mình ha, tất cả anh chị em bạn bè người xa, bạn em mới câu cá. Thì là nó đầu tiên chúc tất cả các quý anh em nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, thành công nha. Thì hôm nay là ngày 17 tháng 9, em lên một video bao gồm mà 32 mã hàng như thế này. Đó, tất cả đều là hàng em tuyển lựa hết nha, đều là hàng Nhật Bản, hàng đã qua sử dụng hết. Đó, hàng Nhật Bản thì có hàng China xuất, hàng Malaysia, hàng Singapore, hàng Thái Lan, nói chung đủ loại hết. Mà tất cả đều là xuất qua thị trường Nhật và nhập bãi về Việt Nam. Đó, em không có bán hàng tàu khựa, không có bán hàng nhái, không có bán hàng trôi nổi nha anh em, chỉ bán hàng Nhật Bản thôi, 100% hàng Nhật Bản hết. Đó. Ở đây thì hôm nay em lên, bây giờ em quay video 10 rưỡi rồi nè. Mấy ngày nay quá trời hàng nó dập em. Điên đầu luôn, nó giấc này rất là mệt nhưng mà vẫn cố gắng lên video để cho anh em mình lựa nha. Nói chung anh em sức mua anh em đang rất là mạnh. Video em lên bán quá bán luôn. Đó, em cố gắng em lên cho anh em mình lựa nè, 10 rưỡi nè, lên xong là khoảng 11 giờ hơn, úp xong cả 12 giờ. Rất là trễ. Nó cũng cố gắng nha, nhờ quý anh em mình ủng hộ rất là nhiệt tình nên là có động lực để em cố gắng lên video điều điều cho anh em mình lựa nha. Hàng bên em thì bao la bạc ngàn hết, nó như giống như video mà chị cũng có lên cho anh em mình xem đó, rất là nhiều đó. Anh em xem cái kênh của em trước giờ, xem cái kênh của em rất là khỏi phải lo là bị trùng hàng đó, nhiều hàng lắm, nhiều cái hay lắm, có những cái món hàng em bán giá rất là hữu nghị đó. Anh em mà xem kênh em thì lâu lâu em sẽ chèn những cái món hàng như vậy để anh em mình có cái hữu duyên, anh em mình mua được những cái sản phẩm mình rất là rẻ nha, sản phẩm giá trị rất rẻ như vậy để anh em mình không có nhàm chán cái kênh của em đó. Và khi lên video ví dụ tới đâu có kinh nghiệm gì đó em sẽ chia sẻ theo cái kiến thức và kinh nghiệm của bản thân em để anh em mình có thể chắt lọc những cái nào mình cần để mình chọn lựa được những sản phẩm thích nhất nha. Đó thì trở lại thì phí ship bên em thì vẫn mặc định là 30.000 cho một sản phẩm thôi đó, hàng ship rất là nhanh đó. Ship tận tay quý anh em mình, kiểm tra thanh toán và trả tiền, anh em không phải mất thêm phí nào hết, thiếu bao nhiêu em bù vô, mặc định là 30.000 thôi. Khi khác thì anh em mua hai đơn nữa, hai đơn auto tự nhiên sẽ được là bao ship, một đơn là ship 30.000 nha quý anh em mình ơi. Đó, chốt đơn thì quý anh em mình vui lòng là điện thoại, cho số điện thoại của em hoặc là nhắn tin qua Zalo hoặc điện qua Zalo gì đó là 0919 192035, em tên Nghiệp nha, em chỉ chốt đơn trên Zalo số điện thoại thôi, em không chốt đơn dùm lượng YouTube, thì mong quý anh em thông cảm và hiểu giùm em nha. Đó rồi, hôm nay nói chung là trễ và cái hàng mình lên quá nhiều, ba mươi mấy mở hàng này, quay quay nhanh lắm cũng phải 45 phút á. Đó, thì em xin lướt qua là nhanh ha, cái nào chạy em sẽ thông báo anh em chỗ chạy cho anh em mình xem, còn cái nào không có mới thì em lướt qua luôn. Chủ yếu là anh thông em cung cấp cho anh em cái thông số của cái cần để mình em mình có thể chọn lựa thích hợp nha. Rồi em lên luôn nha anh em ơi, cái combo đầu tiên em gửi đến em là ba cây nha, ba món như thế này nè. Đây là một cái cần hai khúc, cái cần hai khúc có chạy nha, nhưng mà chất lượng món bình thường nha anh em. Cây này hàng con đai qua luôn nè, hàng đai qua và nó dài của nó là độ cứng 10, nó dài 1m8 nha anh em, hai khúc đó. Nói chung là thân có chạy xước nhưng mà chất liệu ok, khoen đầy đủ hết nha anh em, không lỗi lầm nha. Đây là một cây. Còn cái cây thứ hai này của mình á, đây là một cây cán vợt nè, anh thấy không, cán vợt nè, nó là một cái cán vợt, nói chung là cần ISO nhưng mà nó gắn một cái ren cán vợt vô. Cái cán vợt này em đo rồi là 3m nha anh em, nó cán vợt vẫn còn bắt máy trong đây nè. Đó, anh em về làm thêm ha. Và một cái cây ISO hạ tay, cây ISO này thì nó dài là 3m25 và nó cứng tầm khoảng 5-6H. Cái mấy cây này anh em về anh em làm cần tay anh em quýt bao lực được nè. Đó, nó dài 3m3 nha anh em. Cây này về anh em khảy bao lực, anh em câu mấy cá trê là mấy cá chim là trong lục bình cũng được nha. Đó là ba cây này, ba cây này mã số 1 nha anh em. Em bán với anh em mình là giá là 300.000 nha. Mã số 1 giá 300. Tiếp tục lên cho quý anh em mình một cái combo số 2. Combo số 2 này là dành cho quý cho anh em chú bác nào mà thích cần trúc nhật đồ nha. Đây là cái này là 4 bộ nha anh em. 4 bộ trúc nhật, 3 bộ máy 8 nè, 3 bộ giống nhau nè, cũng là bắt máy Fuji, khoan đầy đủ hết. Anh em thấy không? Nó có 3 bộ này nè, 3 cái bắt máy này nè. Là 3 bộ trúc nha. 3 bộ trúc, ngọn là ngọn sợi thủy tinh đặc luôn. Mấy cái này anh em về anh em câu rất yên tâm. Ngọn sợi thủy tinh đặc bắt máy Fuji hết. 3 cây này dọc máy 8, đều là dọc máy 8 3 cây ha. Và một cây như thế này, cây thứ tư bên này. Thì cái cây này là cái cây nó độ tùm lum hết nha anh em. Một cái gốc của cây khác và cái lóng giữa này là cái lóng giữa bằng trúc thật, và cái ngọn này là cái ngọn dài ngoằng của sợi thủy tinh, nhưng mà anh em ráp vô vẫn câu được bình thường nha. Có nghĩa là bọn Nhật bên bản nó độ, nó ráp thành một một cái cây như thế này cũng khoen đầy đủ hết, hình như nó dài tới 3m3, 3m mấy lần á ha. Nói chung là tổng của mình là 4 cây như thế này, em bán giá là 400.000, 4 cây giá 400 nha anh em. Đó, này dành cho quý anh em chú bác mình thích cái hàng trúc nhật thì mình chơi nha. 4 cây 400 về câu tẹt ra luôn, mã số 2 nha. Tiếp theo lên cho quý anh em mã số 3 là combo 3 cây nha. Hôm trước mấy anh em mình hỏi em hàng em chưa về, hôm nay em về được mấy cây nè, nhưng mà em bán theo kiểu này gió lẹ nha.
hai cây cần tay, một cây 6m3, một cây 7m2 và một cái USO biển 5m4 nha anh em. Đó, ba cây này dành cho anh em mà thích bạo lực nè, chất liệu đều là phíp hết. Đó, hai cây này cây 7m2 và cây 7m2 và cây 6m3 nè, hàng Lubix, hai cây này đều độ cứng rất cao, cứng 5 đến 6H nha anh em. Đó, anh em về anh em câu không câu thì anh em làm cái cây thọc kiếm kiếm vàng, hoặc là bữa trước anh nào hỏi em đó là cái cây dành mình đi móc trùng rồi đó. Móc trùng móc lương rồi đó thì cây này nha. Hai cây này bán 3 cây nha, một cây 6m3 nè, cây 7m2 và một cây ISO biển nha, ISO biển bạo lực nha nè. Đó, ba cây này được chất liệu phiếu hết nè, phen kim loại không gỉ sét nha, nó thẳng tưng luôn, nó cỡ độc số 4 vậy. Độc cỡ độc số 4 ISO dài 5m4 nha nè. Và ba cây này bán một giá mà một mã nha nè, ba cây này mã số 3 em bán giá 1 triệu nha. Đó, bây giờ em tháo cái này em bán cũng được 600, cây này cũng được 600 rồi. Cây này cũng phải 4-500, nói chung là em chơi ba cây gì đó cho anh em mình chơi nó lẻ nha. Ba cây 1 triệu. Anh em nào đang cần thì mua lẻ cho lẹ luôn, chơi cho nhanh nha. Hoặc là anh em nào mua về bán lại cũng được, chơi gì cho lẻ. Ba cây 1 triệu nha. Mấy cái hàng rẻ rẻ đó em giao lô không mà em có mấy cây em chập chập vô em chơi cho anh em mình mua cho lẻ nha. Rồi, chuyển qua cần carbon nha anh em. Từ đây đó qua bắt đầu cần carbon hết. Cây này là cây ISO phen nhỏ nha anh em. Nè, SVR. Hãng con OGK nha anh em. Cây này hàng con OGK nè, cây này cũng hàng của China nha anh em, chính hãng của China và xuất được qua thị trường Nhật nha. Cái chỗ này là cái màn co của nó chưa có bong chóc nha nè, cái này nè. Cây này là bắt máy của hãng, phen hãng nha, cũng là loại phen tốt, máy tốt luôn. Wakizashi. Wakizashi. Này mà in China nha anh em, chính hãng China nên em tự tin mà chơi. Cây này ISO. ISO phen nhỏ dài 3 m. Anh em rút ra thẳng đọc tầm khoảng số 2 2.5 nha anh em. Nè, phen này đủ, bắt máy đầy đủ hết, hàng nguyên zin nguyên bản. Đây, cặp con xoắn. Nó có chạy xước nhẹ một vài chỗ nha anh em. Tổng thể là vẫn còn mượt. Cặp con xoắn nè, xoắn tới ngọn luôn. Đó, tọt tầm số 2 2.5 nha anh em, rút ra thẳng, dài 3 m và cây này nó thu gọn chỉ có 65 cm thôi. Cân nặng của mình là 156 g, ngọn 1 ly. Cây này mã số 4, em bán giá 500 nha anh em. Số 4 với 500, mấy cái này anh em về anh em câu rất là ngon. 500 vừa chơi. Rồi tiếp tục lên cho anh em cái cần dây trong nha anh em, một cái cần rút trong hàng của Olympic Mamiya. Mamiya Olympic nè. Tem này tem vàng. Đó, bắt máy Fuji tem vàng luôn, bắt máy độc máy carbon. Độ cứng cao nha, cứng 80 dài 3 m. Đó, Sear Fighter. Tem carbon cao cấp. À, cây này là made in Korea, sản xuất Korea xuất Nhật nha, hàng của thằng Olympic. Ngoại hình rất là đẹp nè, phen đôi, một cái phen, các phen nè. Cứng 80 nha anh em, cần rút. Đây cái chỗ này không phải là bị chạy xước gì đâu, chỗ này có chỗ nhám. Nó sơn nhám để anh em nắm vô đây nè, anh em rút mấy cái lóng không bị trơn trượt á. Đó, đó nè, mấy chỗ này cũng vậy nè. Là hãng nó sơn nhám để anh em nắm vậy nè, anh rút lóng vô á. Thường mấy cần mắc tiền nó mới có làm những chi tiết đó. Cái ngọn này ngọn sơn dạ quang màu đột chuối. Đó. Rồi, cái này thì của mình là cân nặng là 309 g. 309, ngọn của mình là tới 3 ly gửi lận. Cây này mã số 6 em bán giá 600 nha. Số 6 bán giá 600. Tiếp tục lên nhanh em, cái cần lua nhanh em, cần lua rất độc. Đó, cây này xanh L nhanh em. Lua 1m8 2 khúc, hàng của Fuji, hàng chính hãng của China nhanh em. Bắt máy Fuji, fan Fuji luôn. Nè, cái tay cầm cái gỗ này, gỗ bằng này nó chưa lột nữa nha. Rất độc, anh em nhìn rất lạ nha. Thường thường mấy cái cần mắc tiền nữa nó mới có này. Đó, nhưng mà cây này hàng giá trung bình cho anh em dễ chơi, hàng Wizi nè, cái hãng rất nổi tiếng của Trung Quốc nha anh em, và xuất được cho thị trường Nhật nha, size ML nha anh em. Size ML nó cứng hơn là size ML dài 1m8, made in China nè, có chữ made in China nên tự tin mà chơi. Fan cũng là fan Fuji luôn, cần rất là đẹp anh em, dài 1m8. Đó, cân nặng của mình là 103g thôi. 103g, ngọn của mình là 1 ly gửi. Cây này mã số 7 em bán giá 500 nha anh em. Giá 500.000, rất là dễ chơi cho anh em cần luôn. Cần phôi sức nhật nha. Yeah. Rồi tiếp tục lên cho anh em ba khúc nha anh em. Cây này hàng của Navigator nhưng mà cái chữ Navigator nó bị trôi mất rồi nha. Đó, em nhìn cái chỗ dệt này nè. Đó, tại vì em bán nhiều lắm. Em nhìn vô đây làm biết con Navigator rồi. Bắt máy Fuji tem vàng carbon nha. Bắt ra băng luôn. Đó, cái là cái gỗ bằng. Nha, yeah. Cây này cứng 3m3, độ cứng tầm khoảng 50 nha. Cây này thích hợp cho anh em mình có chim, cái chê, cái chép đồ. Câu lăng xê là con ngâm rồi ha, cái chim cái chê rồi đó. Mấy cái đó là cây này câu là ngay bài, hoặc anh em câu biển, câu cho mấy cái gần cũng được. Đó, fan Fuji đá xám nha anh em, fan để ba chân cao nè. 3m3 cứng 50 nha. Có chạy xước nhẹ, mấy chỗ nó vừa dính keo vừa xước nhẹ nha anh em. Tổng thể còn được, ok, bắt máy cũng còn đẹp. Đó, nguyên bản của nó.
cân nặng của mình là 326 g, 326, ngọn của mình là 2 ly. Rồi, cây này mã số 8 em bán giá 700 nha. Mã số 8 700.000. Tiếp tục lên cho anh em mình một cái cần sút lở nha, sút lở hàng Olympic nè, mấy cây này nè, cây này đẹp quá. Hàng Olympic Made in Korea nha, sản xuất Korea, nhưng mà cây này chỉ xuất thị trường Nhật thôi nha anh em. Cây này chỉ xuất Nhật và lưu hành thị trường Nhật thôi nha, hàng Olympic. Bắt máy Fuji tem vàng nè. Đó, cứng 30 2m7 nha anh em. 30 2m7 sẵn hai da nè, Sear Fighter. Nó sẵn 7 chép hai da nữa nè, cây này rất là mới. Cái chỗ này là dính băng keo nha anh em. Tại vì khuya rồi em chùi sơ sơ thôi, mấy cái này nó chùi lâu lắm mới ra. Anh em nhìn kỹ mấy chỗ này dính băng keo nè. Đó, thu gọn cây này thì nó thu gọn 80 cm rồi nha. Nó gọn 80 cm, cái form rất đẹp. Đó, fan là fan Fuji đầy đủ hết nè, không lỗi chuyên khoen. Đây, sẵn 7 chép hai da. Đó. Rất mới nha, khá là mới luôn. Đó. Nó chạy lâm tâm đi ti nhẹ chỗ này một tí nè. Rồi, ngọn gặp con sóng gân luôn. Rồi, cây này cân nặng của mình 198 g, 198 g, ngọn của mình là 1 ly 8. Cây này mã số 9 em bán giá 800 nha nè. Giá 800, nói chung giá này quá ok cho cái cần này. Hai da nha, cần rất là đẹp. 800, em nghĩ là khá hợp lý, rất dễ mua. Tiếp tục lên cho nên mình cần xuất lở nha nè. Một cần xuất lở carbon. Đây, carbon còn quá mướt nè. Technology bắt mắt Fuji, fan Fuji nha nè. Cây này dài 4m rưỡi, Made in China, sản xuất China, xuất Nhật nha. Xuất lở, đó, khoen là fan Fuji. Cây này form khá đẹp nhé, vô có nước chân khoen một cái nè, cái nước chân khoen hai cái này, hai cái khoen này anh em dán keo bình thường nha nè. Còn mấy khoen trên này thì đẹp không lỗi. Nói mấy này anh em dán sơ keo bằng câu ngon à nè. Cái form khá là mướt. Xuất lở 4m rưỡi nha nè. Mấy cái xuất 4m rưỡi này ít lắm, hiếm lắm, lâu mới có một cây. Cân nặng là 460 g, 460 g, ngọn của mình là 2 ly. Rồi, cây này mã số 10 em bán giá 700. Mã số 10 giá 700 nha. Tiếp tục lên cho anh em cái súp nè, cái súp carbon. Đó, cây hãng của ông Bincan CB3.9 Bincan Bikini gì đó. 3.9 nè. Đó, bắt máy Fuji tem vàng nha anh em. Power fishing, cái súp. Cây này là khá nhẹ nha, nhỏ nhẹ và gọn nha anh em. Bắt máy Fuji, fan Fuji nè. Đầy đủ khoen hết, dài 4m2, đầu cứng tầm khoảng 25 27 nha anh em. Carbon sắn nè. Anh em thấy cái nền pho cái nào đẹp không? Bóng giòn luôn nè. Carbon sống gân nha. Đây, carbon sống gân. Ngọn cũng vậy luôn nha, sống gân tới ngọn, nói chung cái pho này khá là đẹp, rất là mới. Ha, cứng tầm khoảng 25 27, sức 4m2, pho rất là vừa chơi, nhỏ gọn nữa nè. Cân nặng của mình là 338 g à, súp 4m2 338 g à nha. Ngọn của mình là 2 ly 2. Đó, góc của mình là 23.5 nha. Nói chung cây này là khá là ok, tất cả các chi tiết thông số mình đều là vừa vặn nha. Đặc biệt chú bác nào mà quấn lục đầu cần đồ á, quấn lăng xê đồ, cây này khá là ngon, cây này hàng Nhật. Đó. Và cây này mã số 11 em bán giá 900 nha. For rất là mới, mã số 11 giá 900. Tiếp theo lên cho anh em mình cái ISO khoen nhỏ nha anh em. Một ISO khoen nhỏ. Đó, cây này hàng nội địa Nhật và đời đầu nha anh em, mình những bắt máy như thế này nè, mấy máy đời đầu không à. Máy máy Fuji. Cây này hàng Olympic nha anh em, ISO biển, hàng Olympic dài 5m4. Đó, cái Olympic nè, mấy cây Olympic mấy đời đầu mấy cây này nè. Anh em về anh em cứ chơi đi. Anh em cứ quấn mấy cái dòng cần thế này nè. Quấn anh em chút biết anh với anh em nào mà quấn hay gọi là tay đao đó, là quấn thẳng tay không nương đó. Để anh em cứ mua mấy cây này về anh em chơi. Anh em nào mà đang câu ISO thì mua cái này về chơi ISO, hoặc là muốn chơi một cái cần tay quấn thẳng tay bạo lực thì nên lấy những cái này về hạ tay. Đó, những cái này là em bao cho anh em mình chơi những cái phone này nè. Nên mua những cái này về anh em chơi thử rồi anh em sẽ ghiền. Nha, mấy cái phone này tốt lắm. Đó, fan này fan Fuji. Nha, mấy ISO biển nó mới có đầu bu này nha anh em. Đầu bu của ISO biển nè. Đó, fan Fuji, mấy cái fan này fan da quang, còn fan này fan xám nha anh em. Fan Fuji đá xám. Nè, nói chung cái nền phôi mình nó có sờn, nó có ố nhẹ nhưng mà tổng thể là vẫn còn mướt cho nè. Vẫn có sờn xước nhẹ. Tổng thể cái nền phôi anh em thấy không? Nó còn rất là mướt. Đó. Giờ nguyên zin nha. Nguyên xì bóc luôn, ngọn zin luôn nè. Đó, anh em bước qua thẳng tưng nè, đọt số 3 5m4 ISO biển nha. Phen nhỏ. Đó, hàng nội địa, hãng Olympic. Cân nặng của mình là 352 g.
ngọn của mình là 1 ly 6. Cây này mã số 12, bán giá 800 nha. 800 ngàn anh em mua về thử một cây, anh em đánh thử đi. Nếu mà không đúng như cái lời em nói về những cái dòng cần này á, anh em cứ quay lại anh em điện thoại anh em chửi em. Nó nên những dòng cần này dành cho những anh em tay đao này. Rồi, tiếp theo lên những quý anh em mình lên cần tay lóng ngắn nha anh em. Nó có bao cần này đủ hết. Đó, nó chỉ không có cái nút thôi, cái nút bị rớt mất rồi, hàng carbon. Đó, hàng carbon nha anh em. Excellent, excellent. 5m4 và cây này rất là cứng anh em, cả 5H anh em rút cả 5H thẳng tưng luôn. Thẳng tới ngọn luôn, chỉ nảy nhẹ trên ngọn tí xíu thôi, 5m4, 5H. Cây này thu gọn 55 cm. Thì quý anh em chú bác cũng kiếm những cái cần gọn mà cái ngọn cứng thì anh em chơi cái này nha. Anh em lưu ý giùm em đặc thù những cái dòng cần lóng ngắn này, anh em kiếm ngọn to nó không có đây nè. Nếu mà anh em về mấy cái này á, mà anh em về anh em thay ngọn to vô anh em giật là sẽ bị nổ những lóng dưới này chắc chắn luôn. Đảm bảo sẽ bị nổ những lóng dưới. Đó, nên không phải tự nhiên mà bên mấy thằng kỹ sư Nhật mà nó thiết kế những cần lóng ngắn mà ngọn nhỏ đâu nha. Cái ngọn nhỏ để nó giảm tải cho thân cần á. Anh em mà đóng mạnh chơi thay ngọn to vô đóng mạnh là sụm nụ liền đó. Nha, anh em có để lóng nhỏ cho anh em câu không có gãy. Đó, cây này pho rất là mới nha anh em, mấy cái này dính vảy cá đâu nè. Đó, nó vảy cá câu dính nè, còn sát khí trên đây nè. Đó, 5m4 một cây một cái nè, một cây một nhất như này thôi. Cân nặng của mình là 224 g, ngọn 0.8. Cây này mã số 13, giá 700 nha, nguyên zin luôn, zin tới ngọn đủ chiều dài luôn á. 700 ngàn. Tiếp theo lên cho anh em mình cái ISO fan lớn nha anh em, một cái ISO fan lớn, cây này hàng con carbon, đọt 4 và 3m6 nha, thông số khá đẹp, đọt 4 3m6. Cây này hàng China xuất Nhật nha anh em. Nó bắt máy hãng và fan theo hãng luôn nha. Nói chung fan và bắt máy cũng rất là tốt chứ không phải loại trôi nổi nha. Carbon rất là mới, nó có cái chuông trên đây nè. Có chuông báo cá trên đây nè, anh em về hết anh em tháo ra nha. Nó fan theo hãng, bắt máy theo hãng cần còn rất là mới cái nền thôi nè. Hoặc là anh em muốn kiếm một cái cần tay 3m6 nó cỡ 6H 7H thì anh em lấy cái này về, anh em hạ tay anh em quấn nha. Anh em hạ tay cây này có chắc cỡ 7H được á. Đó. Ha, không có thì anh em có quấn ISO thì anh em để dưới đây. Nói chung giá thì em bán rất hữu nghị, giá 600 ngàn mã số 14. Giá 600, cân nặng của mình là 298 g. Ngọn của mình là 1 ly 1, thu gọn là 80 cm. Đó, cây này mã số 14, bán giá 600 nha. 600 anh em về, câu được nhiều loại lắm. Tiếp theo là cho anh em mình cần 2 khúc nha. 2 khúc cái gốc, cái ngọn nó dài 2 gốc tí nha. Đó, cái ngọn dài 2 gốc tí nha. Cây này 2 khúc 3m, bắt máy Fuji tem vàng. Nền pho cũng rất đẹp nha anh em. Hãng của thằng gì đây nè, hồi trước có con cây 3 khúc đó nha anh em, hồi trước thấy mà mấy video trước bán con cây 3 khúc nè, rồi special vậy nè. Những cây này thì 2 khúc 3m nha anh em. Đó, nó cứng 80 đến 100 nè, 3m nha. Đó, khoen này khoen full xích luôn, xích 3 chân nòng súng nha. Đó, tất cả được khoen xích hết, kể cả đầu bu cũng đầu bu xích luôn. Đó, cây này thì khá là mới, khá là đẹp, con xoắn nè. Đó, thấy nha. Rồi, thông số của mình thì cân nặng là 358 g. 358, ngọn của mình là 2 ly. Ngọn 2 ly rưỡi. Rồi, cây này mã số 15, em bán giá 900 mà nha anh em. Mã số 15 giá 900. Tiếp tục lên cho anh em cái súp nè. Bữa trước anh em là mua cái Olympic mà 455 không kịp thì bây giờ anh em mua là cây Daiwa này nha. Cây Daiwa này có cái bao cần luôn. Cũng rất là mới nè, cây này Daiwa. Bắt máy Fuji tem vàng, 455 nè. Đây qua này, cây này cũng vậy em bao, nếu mà riêng cái phôi này em bao cho anh em mình đánh nè, anh em bao quấn bạc bãi luôn á. Biết anh em quấn bạc bãi hàng nặng, nhưng mà cây này là anh em có tự tin mà quấn bạc bãi luôn. Cái tem còn hơn là cái tem hơn cái phiếu của hành này, tem vàng nội địa Nhật đời đầu này ha. Thì 455 nè, đây qua GSCS luôn nè. Đó, cây này cứng tầm khoảng 27 nha anh em. Fan là fan Fuji hết. Fan đề 3 vẫn là fan đề 3 gặp. Đó. Cái nồi phôi cũng mới chát nè. Ha. Trước anh em là mua cây kia không kịp thì anh em mua lại cái này giùm em. Nó dài 4m55 nha, cũng là hàng nguyên xì bóc, nguyên zin của nó. Ngọn là ngọn carbon, sơn trắng dạ quang nha. Hỗ trợ anh em mình câu đêm. Nó cứng là bắn 27 nha anh em, 4m55. Hàng đai qua, ngồi đi Nhật. Tự tin mà chơi cái phôi mấy cái phôi này. Cân nặng của mình là 508 g. 508, ngọn của mình là 2 ly rưỡi. Rồi cây này mã số 16, em bán giá 1 triệu mốt luôn nha. Mã số 16 giá 1 triệu mốt. Tiếp tục lên cho anh em mình cái cần rút mini nha nè. Cần rút mini cây này cũng đai qua mini bắt nè, cứng 30 1m8 nha. Cross caro này sắn hai da luôn nha nè.
cái màu vàng này anh em mình muốn sạch, anh em rửa nước gì em, lấy xà bông hoặc là lấy nước sôi ấm ấm anh em tưới lên em rửa đi em, là cây cần mình mới chát luôn á. Đó, bắt máy Fuji dạ quang luôn nè. Đây Daiwa cứng 30.8 sóng 2 da nè, hàng là sản xuất tại Korea như nè, sản xuất Korea xuất Nhật, tem xuất Nhật đây, hàng Daiwa chính hãng. Đó, cây này còn phôi khá là mới nha, cái cán nói chung cũng không có dơ mấy, chỗ này nó có cái keo, cái có quen chỗ này nó bị khô keo nè. Đó nha, còn lại là nguyên zin nguyên bóc hết, anh em rửa cái cán lại cần mình rất là mới. Thu gọn 40 cm, cân nặng là 117 g, ngọn của mình là 2 ly. Rồi cây này mã số 17 em bán giá 700 nha em, mã số 17 giá 700.000. Tiếp tục lên anh em một cái hay chi hai ngọn nha em, hay chi carbon hai ngọn luôn đó, bắt máy Fuji, fan Fuji đầy đủ hết, carbon sóng gân nè, sóng gân cùng cuộn luôn em thấy chưa, rất là mới nha, cây này cũng khá là mới, khá là đẹp. Hàng cây này em nghĩ cái hàng này có Olympic đó ta, mà nó chưa thấy chữ nè, nó bị mờ cái dòng chữ trên đây rồi ha. Nhưng mà cây này hàng nội địa, giờ fan là fan Fuji phản quang này, nó chưa đó, fan Fuji phản quang hai ngọn zin hết, ngọn to ngọn nhỏ nè, cây này chắc ngọn 30 ngọn 50 nha nè, hai ngọn fan Fuji phản quang hết, hàng carbon à, nó dài à, dài 1m8 nha nè, cân nặng của mình là 217 g, 217 g, nó một ngọn là 1 ly 8 và một ngọn 2 ly. Rồi cây là mã số 18 em bán giá 700 nha em, hai ngọn mà giá có 700 mà mua một được hai luôn nha, zin toàn bộ 700.000. Tiếp tục lên cho em cái súp carbon nha em, đó một cái cần súp carbon, cái này súp hàng đai qua đó. Hàng đai qua nha em, đai qua hô gì nè, Hokkaido nè, súp đai qua Hokkaido cứng 30-45 nha em, thông số rất là đẹp, hàng made in Korea, sản xuất Korea xuất Nhật, nó có chạy xước nhẹ nè. Nè, carbon, mono carbon nha, dòng đai qua nó cũng là dòng sắn hai da đó, nhưng mà nó sắn mono là nó kiểu sắn lò xo vậy nè. Đó, mono carbon nha, anh em nhìn nè. Đó, nó cũng kiểu hai da đấy, bắt máy Fuji nè, hàng đai qua nè. Sản xuất Korea và sản xuất có thị trường Nhật đó nha. Nó cũng có nghĩa là lưu hành thị trường Nhật, cũng là nội địa Nhật. Đó, fan là fan Fuji, đẹp. Không lỗi chân fan nào hết, đầu bu là đầu bu zin của nó. Đầu bu dạ quang mà nó có gắn một cái phao đèn trên này nè. Đó, để hỗ trợ anh em câu đèn ha, qua cái bộ buôn zin theo cần, gặp con sẵn nó có bớt sờn xước nhẹ nha, sờn xước mờ hơi nhẹ nhẹ nha, tổng thể cần mình vẫn còn ngon nè, anh em có thể thấy cái nền phôi khá là bóng và khá là mượt nha. Ngọn cũng vậy là ngọn carbon luôn, nhưng mà sơn dạ quang trắng nha, nó cứng 30-45, thông số rất là đẹp. Thu gọn cây này thu gọn có 1 mét nha, thu gọn đúng 1 mét luôn, và phôi rất là nhỏ, cân nặng là 410 g, thông số đẹp 410 g, ngọn của mình là 2 ly 6, 2 ly 8, cây này gốc của nó là 23, thông số quá đẹp. Mã số 19 đã bán giá 1,5 triệu nha, mã số 19 giá 1,5 triệu. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình cây hai khúc nha, hai khúc cây xích lower, cây này đời mới, một màu cam nha, một màu cam đẹp tinh tươm luôn, một cứng cao nữa, bắt máy Fuji order boyson, một màu cam mướt mượt mượt luôn, fan xích lower nha em, cứng 80-2m4, hàng Alpha Techco, sản xuất tại made in China nha em, dòng đời mới sản xuất China và xuất được cho thị trường Nhật nha. Đó, fan xích lower đầu bộ xích chống sáng luôn, cây này rất đẹp, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 cái fan xích lower nha em. Cây này em bán nè, hôm nay video hôm nay em bán giá là rất hữu nghị nè, 1,3 triệu giảm xuống còn 1 triệu nha, anh em nào có xem video ưng cây này thì chốt, giá rất là thơm nha, 80-2m4, bộ fan xích này thôi là 900.000-950.000 rồi, hay chưa tính phôi. Như vậy rất là mới, nó mới mà đẹp, nó cứng cao, cứng 80-2m4 nữa nha, cân nặng của mình là 337 g, 337, ngọn của mình là 2 ly. Cây này mã số 20 em bán giá 1 triệu nha, mã số 20 giá 1 triệu. Rồi tiếp theo lên cho quý anh em mình, đây là một cái cần tay mới 100% chưa sử dụng nha, cần tay nội địa Nhật, bao cần túi đựng đầy đủ hết và mới 100% chưa sử dụng, hàng carbon nha anh em, thông số chi tiết trên đây, cây này hàng nội địa nè, 2m1 cứng đều 4h nha, 6m3 2m1 cứng đều 4h, nặng 246 g, 7 lóng, ngọn 0.7, gốc 21.7 nha anh em, thu gọn 104 cm, giá niêm yết 22.000 yên.
22.000 yên thì chạy đâu đó tầm khoảng 4 triệu. Tầm 4 triệu cái cần tay này nha. Đây, cái cần tay của mình đây. 6m3, rất đẹp, rất mới, mới 100% chưa sử dụng. Nha, kiếm không ra đâu nha anh em. Đó. Nói chung là em không có năng khiếu chụp hình, cũng không có năng khiếu quay video, hàng sao được, báo vậy thôi. Người khác họ đầu tư, họ lấy máy ảnh họ chụp hình các kiểu, chụp như là bên Nhật vậy đó. Đó, để họ đánh vào cái thị giá của anh em mình, anh em nhìn đẹp mà họ hét giá nha. Chứ em thì bán 4 triệu nhưng mà cái này không có đâu. Thông số chi tiết này em báo anh em mình rồi, cái này mã số 21 nha, em bán với 1,5 triệu nha nè. Giá 1,5 triệu. Đó, giá em cần đổi em bán, anh em mình cũng dễ chơi dễ mua. Khỏi mua 4 triệu mà anh em mà khó tính quá thì mua mới đi, 4 triệu. Gửi người ta mua thì 5% phí dịch vụ. Rồi cộng phí ship nội địa Nhật là từ nhà bán về kho bên Nhật. Rồi từ Nhật về tới Hà Nội. Rồi từ Hà Nội về tới chỗ anh em mình nữa. 4 cái phí. Đó, để anh em mua hàng giá gốc là đây 22.000 yên. Như vậy, mã số 21 giá là 1,5 triệu nha anh em. Rồi tiếp theo lên ngay là cái súp nè, một cái cần súp carbon, cây này cũng 4,5 m nữa nè anh em. 4,5 m. Mấy cái chỗ này nó dơ nha. Dơ với nó chạy xước nhẹ về chùi đi nha. Anh em lấy cái bằng chùi chùi cái chén anh em chùi cũng sạch đó nha. Dơ. Nó chạy xước nhẹ bắt máy Fuji nè, cứng 25 và 4,5 m nha anh em. Super DX. Đó, cây này hàng chắc hàng Korea quá, Bobobis nè. Mấy cái mẫu thứ này em nghĩ Korea xuất Nhật đó nha anh em. Fan là fan Fuji. Tất cả fan Fuji, đẹp luôn, không lỗi chân fan nào luôn, ngon lành. Đây carbon. Đây, nó có sàn xước nhẹ nha. Nó sàn xước nhẹ này chắc có hộp cát nằm trong thân á, anh em kéo tới kéo luôn nó sượt chỗ này nè. Cái sượt này là sượt hạt cát nha, ngoài da thôi, không ảnh hưởng gì. Đó, tổng thể cần vẫn còn mướt kia nè. Chạy xước nhẹ vài chỗ thôi, cũng là foil zin của nó, cứng 25 và 4,5 m nha. Cân nặng của mình là 467g. 467 ngọn của mình là 2 ly. Rồi, cây này mã số 22, em bán giá 850 nha nè. Mã số 22 giá 850. Tiếp theo lên cho anh em một cooler gần nha, một cái cần lua gần 3 khúc, hàng của Shimano mới chát luôn. Nè nên không có tay cầm nó còn chưa lột cái màn co nè. Bắt máy Fuji tem vàng. Đó, tem xuất Nhật hàng của Shimano nè, Shimano Jet Dry. Jet Dry nha, Shimano Jet Dry. Cây đề hàng đầy mới nè, sản xuất China, xuất thị trường Nhật nha, đặt tại nhà sản xuất tại Nhật, nhà máy China xuất Nhật nè. Giá bán cây này dài 3,3 m nha anh em, lua gần nè. Cây này size MH luôn. Ồ, nó lua từ 21 đến 70g nha quý anh em chú bác mình ơi. Bữa trước anh em một kiếm nè, không nhớ được luôn á. Đúng thông số anh em kiếm luôn, ông nào ông kiếm bây giờ kiếm nhớ là sao không nhớ nổi trời. 21 70g đúng mà, 3,3 m nè. Tải cá từ 20 30 là bao, tải cá 15 kg. Size H là nha anh em, cái này size H chứ không phải MH nha, size H nè. Cái này quá ngon, Shimano mới chát luôn. Fan là fan Fuji, đầu buồn đầu bu xít nha anh em. Đó, fan Fuji đựng cá đầu bu xít. 3,3 m mới chát một cái lua, cái này lua gần nha anh em, hoặc là bây giờ anh em miền Tây mình muốn mới kiếm lua dài thì cái này cũng được nè. Cái này size M quấn nhá thiệt ngon lành luôn á. Giải mồ rất là cao, tới 7 mấy g. Quấn chì quấn mồi lớn được luôn nè anh em. Đó, anh em miền Tây mình đang kiếm lưu dài thì cái này nè. Giá bao rẻ thị trường. Thường phức. Cân nặng là 335g. 335g nha, ngọn của mình là 2 ly. Rồi. Cây này mã số 23, giá 1,2 triệu nha anh em. Mã số 23 giá 1,2 triệu. Ông anh Cà Mau không biết ông có xem video nữa, không xem chắc ông gặp cái này chắc ông mê luôn. Ông anh Cà Mau của tôi. Đó rồi, tiếp tục lên anh em mình ISO phen nhỏ nha. ISO phen nhỏ 3,6 nè, bữa trước anh em chú bác làm khi em kiếm cái 3,6 đột 3 mà giá tầm trung rẻ rẻ chơi nè. Em lục được cây nè, có xem video này thì lấy không lấy người khác lấy trước gắn chịu. Hàng carbon nha anh em. Bắt máy Fuji, phen Fuji hết. Nè, một màu đỏ nha. Một màu đỏ rất là mới, anh em nhìn không? Rất là mới nha, đột 3, 3,6. Cây này hàng của hãng Buzi, hàng chính hãng của China xuất Nhật nha, đọt 3 và 3,6 đây. Made in China luôn nha, anh em thấy made in China em tự tin mà chơi. Đó, hàng nội địa Trung cũng rất là tốt nha anh em, chứ phải nội địa Trung, hàng Trung Quốc, hàng xàm đâu nha. Fan là fan Fuji, bắt mắt Fuji luôn nha. Ủa cái phôi mới quá nè, carbon mới chát. Rồi mới chát luôn, nguyên zin, nguyên spoke luôn. Đọt 3 và 3,6 nha anh em, nguyên zin luôn á.
cân nặng của mình là 169g, 169g, ngọn của mình là 1,5 ly. Cây này mã số 24, em bán giá 700 mà nha anh em. Mã số 24 giá 700 rất là vừa chơi, vừa tầm luôn. Nó không mắc cũng không rẻ, 700. Tiếp tục lên cho anh em mình một cái ISO nha. Rồi. Bây giờ anh em muốn kiếm cây NFT mà phô xanh như thế nào đã ít rồi, nhưng mà cây này thông số lại quá đẹp luôn. Là cần ít hơn nữa nha anh em. Đột 3 luôn nè, đột 3 5,4 nha. Mới chắc. Rất mới luôn. Bắt máy Fuji NFT chính hãng nè, bắt máy vặn đời cao. Rất mới luôn nha anh em. Đột 3 5,4, đột cứng luôn. Kiếm không ra nữa đâu anh em, hàng Indo luôn nè, chứ không phải hàng Singapore đâu. Cái này hàng Indo xuất Nhật luôn nha anh em. Đó. NFT Hyperloop phôi xanh. Nhìn mê mệt lòng người luôn. Anh em không lẽ đâu, mua không kịp đâu nha anh em. Rồi khỏi phải nói nha, mới lắm. Thì sức nhẹ thôi, thì sức nhẹ, nói chung nhìn không thấy luôn, không cần quan tâm. Và đặc biệt là nguyên zin, zin từ gốc đến ngọn, zin cả chiều dài luôn nha. Đọt 3 5,4 cây này nè. Anh em không mua lẻ không còn đâu, em nghĩ chắc không kịp. Cân nặng là 252g. Ngọn của mình là 1,4 ly, 1,5 ly. Cây này mã số 25, em bán giá 1,5 triệu nha nè. 1,5 triệu. Rồi tiếp tục lên cho quý anh em mình một cái cần. Đó. Thì cây này á, thì em bán chắc cũng cả ngàn cây rồi, chắc anh em xem video em đi, chắc cũng khoảng ngàn cây, khoảng vài chục video trước đi, là anh em bao giờ anh em thấy được cây này đâu. Em cũng vậy, em nhập về cả ngàn cây hàng tuyển rồi, lâu lâu mới xuất hiện được cây này ha. Thì anh em chú bác mình chơi, anh em nhìn là biết cây này thuộc dạng khó tìm mình nha anh em. Đó, thì quý anh em chú bác mình đang tìm, đã có xem video của em thì có nhu cầu thì mua ha. Mua lẻ hai cây này nó cũng không có còn đâu, mấy cây này nè trên thị trường cũng không có nhiều, lú nhiều lú mặt ra nhiều là bị chụp hết, nhiều lú ra nhiều bị chụp hết nhiều nha. Không biết làm sao mà anh em mê những dòng cây cân này nè, nó đẹp thiệt, nó đẹp mà nó chắc lội à. Nó chắc là anh em câu anh em thích lắm, anh em mới sưu tầm giữ. Mấy cây này nó đầu cứng càng cứng giá nó càng cao nha. Nó cứng còn tầm 80-100 đổ lên, giá cực khủng luôn, 2 triệu mấy 3 triệu luôn á, vẫn mua nha. Ở công này chia sẻ một tí cho anh em mình vậy. Cây này thu gọn của mình là 75cm. Hàng đai qua nha, cứng 20 và 2,7 m, hàng đai qua nha nè. Bắt máy nè, bắt máy Fuji đai qua chính hãng đời cao, bắt máy vặn nha. Đẹp thiệt. Nó tem vàng nội địa nha anh em. Cây này cũng vậy, cho fan Fuji chân đen nha anh em. Đầu bu xích môi chè, fan không lỗi lầm gì hết, nãy em coi rồi. Đầu bu xích môi chè nha. Đây. Đai qua bubble mesh, dòng bubble mesh là dòng cao cấp của đai qua nha anh em. Đó, carbon whisker bubble mesh 22,7 m nha. Cây này rất là mới, anh em mua không mua nhanh cũng không kịp đâu, cũng không còn lẻ tay nha. Nó cây này khá là đẹp, cứng 20, cân nặng của mình là 255g, ngọn là 1,8 ly, 1,9 ly. Cây này mã số 26, em bán giá 1,2 triệu nha em, giá 1,2 triệu mã số 26. Rồi tiếp tục lên nha anh em, cần 2 khúc bạo lực nha anh em, 2 khúc bạo lực nha. Cây này rất là mới luôn nè và giá em bán cũng rất là thơm luôn á. Nha. Đó, dòng Holder Poison, anh em mà đang kiếm cần bạo lực mà độ cứng về anh em có cá tra đâu á, có cá tra dầu là anh em quýnh biển bạo lực được á. Còn máy điện được ha, cấu đái rồi đó thì mấy cây này. Ha, fan là fan Fuji chân quỳ nè. Đó. Bắt máy Fuji, độ cứng 150 và 2,4 m nha anh em. Nè, carbon Sierra. Còn sóng gần luôn á, sóng gần tới ngọn á, có dính bằng keo dơ nè, anh em chùi ra ha, anh này chùi sạch lên men là cái cần mình rất là mới. Là fan Fuji chân quỳ luôn nha anh em, cứng 150, 2,4 m, giá bán cái này cũng vậy, rất là mềm, rất là thơm nha. À, thông số chi tiết của mình là cân nặng là 335g cũng được ha, không nặng nha, cứng 150 mà nó có 335g mà cũng được. Ngọn của mình là 3 ly. Rồi, cây này mã số 27 em bán giá 1 triệu nha, giá đúng của cây này phải tầm 1,3 triệu đến 1,5 triệu. Thì cây này em chỉ bán giá là 1 triệu thôi. Anh em nào đang cần đi, thì chưa có anh nào hỏi đó, kiếm một fan thứ biển về anh em đi câu cá tra hồ, cá tra dầu gì đó. Thì cây này giá ổn, ok nè anh. Anh có xem thì dứt cây này nha. 1 triệu, anh em xem có lẽ thì anh em dứt. 1 triệu. Rồi, tiếp tục lên em, cần xuất lõi anh em. Không có cần xuất lõi hàng carbon, hãng của ông Benta Fishing, hàng made in Korea. Sản xuất Korea xuất Nhật, một cây màu xanh lá nha. Anh em nào họ phong thủy với màu xanh thì anh em dứt. Bắt máy Fuji,
Dạ 3m9 nha anh em, cứng tầm khoảng 20-25 xuất lở. 3m9 bắt máy Fuji, fan Fuji luôn nha anh em. Fan Fuji không có nước kim quen gì hết. Đó, cái nền phôi màu xanh lá. Cũng khá là mướt nha, sờn xước nhẹ thôi. Xước nhẹ ngoài da sờn tí xíu. Nó một phôi màu xanh, ngọn zin luôn. Đó, xuất lở nha, cứng 20-25, 3m9, hàng carbon, full Fuji hết. Cân nặng của mình là 251 g. 251 ngọn của mình 2 ly. Rồi, cây này mã số 28 em bán giá 650 nha nè. Mã số 28 giá 650.000. Rồi, tiếp tục lên nha nè, mình cán vợt anh em. Cán vợt này em về đâu 89 cây gì đó, bán hết rồi. Còn cây này với một cây nữa, cây kia cũng giống hệt cây này thôi. Mà cây kia thì nó có mặt vợt luôn, mà cây kia giá nó hơi mắc hơn tí, nó full mặt vợt và mới chưa sử dụng nha, nó giống hệt cây này thôi. Còn đúng hai cây. Cây này 6m3 nha nè, xoắn hay da nè. Ha, cán vợt 6m3 nó hiếm lắm, rất là ít. Anh em nó đang kiếm cái cán vợt dài thì anh em dứt nha, gen 11 ly. Đó, xoắn vẫy chép hai da nha anh em. Rất là đẹp, cũng rất là mới nha. Hay Bermes 6m3 gen 11 ly. Đây. Hàng carbon, có xài xước nhẹ một vài chỗ tí tí tí. Đó, carbon xoắn. Đó. Nói chung có chạy xước nhẹ nhưng mà tổng thể nó đẹp lắm, anh em nhìn thấy nè, tổng thể cái phôi mình đẹp nha, xước nhẹ quan tâm nè, những cái vết xước nhẹ như thế này nó không đến nổi, không đến không gì hết. 6m3 rang 11 nha anh em. Cây này mã số 29 em bán giá là 750 nha. Mã số 29 giá 750. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình cái cần tay, cây này đảm bảo Việt Nam tổng có cây thứ hai. Cây này là nguyên zin trong có độ nha anh em. Đó. Có thể gọi là vừa cổ điển mà vừa hiện đại á ta, vừa thật thật mà vừa giả giả. Về cái này không cầm lên em nói là ông nội nào mà gánh nó ngọn độ mà không phải nha, nguyên riêng nguyên bản của nó như vậy, nhưng trong có độ chế gì chứ nghe nè, độ chế không có độ được cái nút này đâu, độ nút ít cần dẫn đàng hoàng nha. Cái gốc trúc này là gốc trúc thật, gốc trúc nhật thật luôn. Cái này em nghĩ chú bác lớn tuổi thích lắm nè, đáng chơi và đáng sưu tầm nha anh em. Đi cầu đảm bảo Việt Nam đố kiếm được cây thứ hai. Vỗ ngực tự tin luôn, vỗ ngực xưng tên luôn, không có cây thứ hai đó. Gốc là gốc trúc nhật nè, lên đây bắt đầu carbon giả trúc nha, carbon xịn, carbon cao cấp đó mình nha mà. 8m1 nha, nó cứng tầm khoảng 4h rưỡi thôi. Đó, hoặc là gọi cây này sao ta, Tenkra hả? Tenkra phiên bản không giới hạn. Thì mấy cái Tenkra thường thường cái cán nó dài lắm đó. Anh em chưa biết nha, Tenkra dòng cần tay này, dòng Tenkra đó. Tenkra nào mà tới 8m1 dữ gì. Đó. Nha, cây này cứng tầm khoảng 4h, 4h rưỡi là hơi dẻo. Thì quý anh em chú bác nào muốn thích cảm giác câu mà bo cá dài rồi đó, cảm giác hoặc là sưu tầm, thì cây này em nghĩ giá trị mình sưu tầm lớn hơn. Hàng độc. Carbon cái này carbon xịn lắm. 8m1 mới chát luôn, nguyên zin box, nguyên zin luôn. Nè, anh em nhìn cái nền phôi này, em mở cái lát lên cho anh em xem. Đúng không? Này có lòng phôi không? Sáng phôi bông luôn chứ không phải sáng thường đâu. Đó. Nè, nguyên zin hết, đầu bộ xây 360 luôn. Đây, trên đây là carbon nha anh em, chứ không phải là chút hẹp luôn nha. Bon sắn nè, mới chát à. Mới chưa có vết gợn luôn á, chỉ có vết vân tay dính trên đây thôi. Đó, 8m1. Anh em cũng chơi sở hữu một cái cần đẹp như thế này mà biết như thế này thì nhé nha. Giá 1.800.000 nha anh em. Giá 1.800.000 à. Đây, anh báo anh em xung số chi tiết. 8m1, tầm 4h, 4h rưỡi. Cân nặng là 518 g, cái gốc trúc thật nặng quá. Nên nặng cái 518 g lận. Cái ngọn của mình là 1.4 ly, 1.3 ly, 1.4 ly. Cho anh em coi cái nền phôi nó dày hay mỏng luôn nè. Để anh em mình biết nè, tại vì cái gốc trúc này nó khó biết cái phôi thật nó quá. Cũng khá là dày nha em. Nè, cái nền phôi cũng rất là dày nha. Đó. Rồi, cây này mã số 30, mã số 30 nha. 1.8 triệu. Mã số 30 giá 1.8 triệu nha anh em. 1.8 triệu. Sưu tầm cũng dễ nha. Tầm giá này thì nhiều anh em dễ mua. Tầm 2 triệu mấy 3 triệu thì nó khó mua, mà 1.8 triệu thì dễ mua. Và dễ chơi, dễ sưu tầm rồi cũng được nha.
Rồi tiếp cây cuối cùng cho video hôm nay em gửi anh em một cái cần dây trong hai khúc như này. Cây này có cái bao cần và nó có cả dây cáp luồn trên đây luôn nha anh em. Nó thường thường mấy cái mà nó về nó có sẵn. Ủa sao nãy em gờ cái này có dây cáp cuối cùng không có ta? À đây nè. Ủa không phải rồi. Khoảng đây. À còn dây cáp đúng rồi. Đây nè. Nãy bóp bóp này nữa thôi. Nó còn dây cáp chỗ này nè. Đó. Mà nó theo cần nha anh em ơi, em không có táo em bắt rời được nha. Cái nào có thì em đi kèm gỡ kèm cho anh em mình, cái nào không có thì sẽ không có nha. Rồi, anh em kiếm cũng không có đâu, tội nghiệp em lắm. Rồi, cây này hai khúc cho anh em. Rock Keeper Poison mới chát, đẹp nhất nắp luôn, bắt máy Fuji. Cứng 224 nha anh em, Made in Korea, sản xuất Korea xuất Nhật nha. Cứng khủng khiếp, cứng 224 nha. Fan Fuji. Nói chung gần như là mới chưa sử dụng. Nguyên zin nguyên bản hết, bao cần có thắng dây cáp luôn nha anh em, cứng 200, cứng khủng bố luôn. Đó. Cây này anh em đi quấn bi da được không? Không cần. Đó. Cân nặng của mình là 330 g. 330 g, ngọn của mình là 1 2 3 3 ly 1 nha. Cái ngọn này em nghĩ nếu mà anh em là có cái cây súp nào mà gãy á, súp tầm AX rồi á, BX nào gãy lấy cái này, nếu mà cái góc này vừa anh em thế vô dám vừa lắm trời. Khỏi mua cái ngọn cứng da luôn. Ha, nói chung là cây này cứng 224, bạo lực nha. Giá thì không bạo lực thế nào hết, giá sinh viên. Cây này mã số 31 giá 700 nha anh em. Cứng 224. Ha, bao cần có dây cáp luôn, giá 700, giá sinh viên nha. Đó. Rồi. Tất cả những bán hàng hôm nay coi như là kết thúc 11 giờ 10 phút đó. Thì quý anh em chốt đơn với lòng chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919192035. Rồi, quá mệt quá đuối rồi. Xin chào anh em, chúc anh em mình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn và thành công nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Xin chào.